Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối hôm nay, thứ hai ngày 1 tháng 5 năm 2017 của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi. Sau đây là những nội dung chính sẽ phát trong chương trình. Đứng chân tại khu kinh tế Dung Quốc, từ khi đi vào hoạt động đến nay, Đuôi Xanh Vina đã có những đóng góp đáng kể vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Bên cạnh đó, Đuôi Xanh Vina cũng đã giải quyết được một lượng lớn lao động là con em các tỉnh miền Trung Tây Nguyên, trong đó chủ yếu là con em các gia đình nông dân Quảng Ngãi. Đuôi Xanh Vina đã đề ra và thực hiện các chính sách về chăm sóc, nâng cao chất lượng người lao động cả về tinh thần, vật chất cũng như trình độ tay nghề. Chính sách phúc lợi đầu tiên Đuôi Xanh Vina dành cho người lao động mà người dân Quảng Ngãi dễ dàng nhận thấy nhất là hệ thống xe 32 xe buýt đưa sức lao động khắp tỉnh đến trụ sở công ty tại khu kinh tế Dung Quất hàng ngày. Việc này nhằm đảm bảo an toàn, đồng thời giúp người lao động tiết kiệm sức lực mất đi trong quá trình di chuyển để đến với nơi làm việc của mình, bởi phần đa trong số họ đều ở cách xa công ty từ 20 đến 80 cây số. Hàng ngày những lao động tại đây được làm việc trong một môi trường an toàn và sạch sẽ. Điều đó có được một phần cũng bởi họ luôn đồng hành cùng với doanh nghiệp trong việc giữ gìn và đẩy mạnh hoạt động 3D5S và phát triển các chương trình an toàn vệ sinh lao động. Chính sự hợp tác chặt chẽ giữa lãnh đạo và người lao động đã tạo nên một sức mạnh tổng hợp, giúp cho nhà xưởng của Đuôi Xanh Vina luôn gọn gàng, ngăn nắp. Từ khi vào làm việc tại Đuôi Xanh Vina đến nay, thì đời sống của tôi được cải thiện đáng kể thông qua thu nhập ổn định và cứ mỗi năm thì được tăng lương. Ngoài ra chúng tôi còn được chia thành quả kinh doanh. Cứ hàng năm như vậy thì hưởng nhiều chế độ phúc lợi và nếu quy ra tiền mặt thì đó là một con số rất là cao. Trong những năm qua, nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa công đoàn và công ty, do đó các chính sách phúc lợi của công ty Đuôi Xanh hàng loạt ra đời, điển hình như là việc lo cho chỗ ở của công nhân viên và lo cho chỗ ở cho những người có gia đình và con cháu của người gia đình thì có nhà dễ trẻ, và những ngày mà lễ thì là có tổ chức như ngày 8 tháng 3, ngày 20 tháng 10, ngày 1 tháng 6 và lễ Trung Thu. Đặc biệt hàng tháng còn tổ chức sinh nhật cho người lao động. Đặc biệt là trong việc chia buồn cho người lao động thì công ty có triển khai hỗ trợ trà, tang lễ bằng ghế cho gia đình của công nhân viên mà có người thân qua đời. Đồng thời để đẩy mạnh hoạt động văn hóa thể thao thì công đoàn đã tổ chức 26 câu lạc bộ văn hóa thể thao. Và các câu lạc bộ này đã có những chương trình hoạt động giao lưu rất là thiết thực. Phải nói rằng Đuôi Xanh Vina là một doanh nghiệp đầu tàu gương mẫu trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Công ty có 3 khu ký túc xá khang trang với đầy đủ tiện nghi dành cho người độc thân và một khu chung cư phức hợp dành cho những lao động đã có gia đình sinh sống. Tại đây cũng có một trường mầm non đang nuôi dạy 110 con em của người lao động để họ an tâm đi làm. Ngoài lợi ích của những nhóm lớn thì Đuôi Xanh Vina cũng quan tâm đến lợi ích của những nhóm nhỏ. Ví dụ như đưa vào vận hành 2 căn phòng đặc biệt dành cho phụ nữ mang thai và đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi. Sau khi đi làm trở lại thì em rất là hạnh phúc vì mình vẫn được tiếp tục duy trì nuôi con mà sữa mẹ hoàn toàn. Thì cái điều này có được là nhờ vào cái chính sách hỗ trợ của công ty, đó là cụ thể là đưa vào sử dụng phòng bà mẹ. Và em hy vọng rằng là phòng bà mẹ sẽ luôn được duy trì sử dụng để các mẹ đều được thực hiện được thiên chức của mình tại chính nơi làm việc. Tại đây hàng năm, công ty cũng tổ chức chương trình ngày hội mang đậm nét văn hóa riêng của mình để người lao động tụ hội và vui chơi và gặp gỡ những người nổi tiếng trong suốt một ngày ròng. Xen kẽ trong những tuần làm việc là hoạt động vui chơi giải trí của các câu lạc bộ bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, bóng bàn, bida, bơi lội, cờ vua, cờ tướng, cầu cá, đá cầu, karate, taekwondo, mỹ thuật, đọc sách, đi bộ, âm nhạc. Hệ thống 28 câu lạc bộ tại đây hoạt động rất sôi nổi với hàng loạt các chương trình giao lưu nội bộ cũng như với các công ty bên ngoài. Và một trong những chế độ phúc lợi không thể bỏ qua là việc xây mới và sửa chữa nhà cho người lao động trong chương trình có tên là Dream House. Đến nay công ty này đã xây dựng và bàn giao nhà cho 7 lao động có hoàn cảnh khó khăn và chương trình này sẽ còn đem đến những căn nhà mới cho những lao động khác trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Quảng Ngãi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.